một viên poli và những người bạn. Tập 7, an toàn ở nơi quan giả. Được rồi mọi người, lắng nghe nào. Chúng ta có thể sẽ thấy nhiều động vật hoang dã. Gần đây một con lợn rừng đã đột nhập vào nông trại của Trucky và phá vỡ hàng rào. Hôm qua chú Will lên nhìn thấy một con gấu trên đường đi leo núi. Và sau đó một con rắn ở khu cắm trại. Rắn, ôi trời ơi. Chúng ta cần đảm bảo rằng mọi người được an toàn khi chạm trán với động vật. Đúng vậy, có lẽ chúng ta nên thiết lập các dấu hiệu ở gần khu rừng để mọi người cảnh giác hơn. Tốt, một kế hoạch hay. Hiểu rồi. Các cậu sẵn sàng chụp một số ảnh chưa? Chắc chắn rồi. Ta-da! Đây là mẫu mới nhất, đẹp lắm phải không? Mình thích lắm á. Peter, để có những bức ảnh đẹp thì không chỉ cần có máy ảnh tốt mà cần có kỹ năng nữa. Vậy nè, vậy nữa, và như vậy. Đúng, giờ chúng ta mau đi thôi. Mình muốn chụp được nhiều ảnh động vật trước khi trời tối. Được. Hả? Chờ mình, chờ mình. Và đây là cách mà mình sẽ chụp được những bức ảnh có con sóc đẹp nhất. Hả? Một con sóc. Dừng lại đi sóc à. Wow, đây đúng là một chú chim nhỏ dễ thương. Cậu cứ gọi mình là Peter, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Ủa, muốn chụp ảnh tự sướng cùng nhau hả? Được rồi, cười lên nào. Thôi được rồi, mình sẽ để cậu ấy yên mà. Wow, đúng là một con bướm xinh đẹp. Chụp ảnh chắc chắn là rất vui đúng không? Không vui đâu. Chuyện gì xảy ra với các cậu vậy? Chụp ảnh thì nhiên khó hơn chúng ta tưởng tượng mà. Hả? Wow, đó là một con nai con. Biết chơi, như vậy là có thể chụp được rồi. Mình đi đây. Đi thôi, đi thôi. Hả? Chờ đã, chúng ta không nên đi vào trong rừng sâu như vậy. Mát quá. Wow, miếng bánh đây. Peter. Johnny, im lặng đi. Chúng ta không được làm cho con nai sợ. Chuẩn bị chụp nào. Rắn, rắn, là một con rắn. Peter. Nè, có bị thương không? Mình nghĩ rằng mình bị bong gân rồi. Rắn kìa, sợ quá. Hôm nay nhìn khu rừng thực sự rất đẹp. Cứu dây. Hả? Cứu dây. Chuyện gì vậy? Có ai không? Xin giúp hãy giúp chúng tôi. Amber. Nè, chuyện gì vậy? Amber, Peter rơi xuống hố rắn và không thể thoát ra được. Không tốt rồi. Hả? Đi đi. Peter, dừng tay. Ủa chị, em cứ để con rắn ở đó. Rắn sẽ tấn công em nếu em làm phiền tới nó trước. Thật sao? Phải, giờ nắm chặt đi. Đã đến lúc đưa em ra khỏi nhà của rắn rồi. Em đã an toàn, thư giãn đi có được không? Cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn. Điều đó thật nguy hiểm, tụi em không nên làm việc động vật. Em không biết là mình sẽ rơi vào nhà của con rắn đâu chị. Tụi em phải nhớ kỹ rằng khu rừng là một nơi rất nguy hiểm. Chúng ta luôn phải đi ở trên những con đường đi bộ được chỉ định. Đi ra khỏi con đường đó có nghĩa là có thể gặp được một số động vật hoang dã. Nếu như gặp phải một số động vật thì đừng ném bất cứ thứ gì, cũng như không la hét hoặc là chạy trốn. Điều đó có thể khiến động vật sợ hãi và tức giận. Việc tốt nhất nên làm là lùi lại phía sau thật chậm, đánh giá tình hình xem sao, và nếu cần thiết thì núp sau một cái cây hoặc là một tảng đá. Được không? Ghi nhớ điều này thật dễ dàng. Tụi em sẽ nhớ. Rắn kìa.
con sóc thôi. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim An toàn khi đi xe được hướng dẫn bởi ba. Ôi, đừng động đậy, ngoan nào. Susie, có thể giúp mẹ không? Dạ. Ba ơi, khi nào ba sẽ làm giáo viên khách mời ở trường con vậy? Thật sự là ba không có kinh nghiệm nào trong việc làm giáo viên cả con à. Nhưng ba của đó đã đến trường vào tuần trước rồi. Ta-da! Bây giờ đi cắm trại rồi. Wow, xe trồng đường mới. Cảm ơn, mình đi nào. Nào Polly, chuẩn bị tiến vào đoạn đường bị ướt của khóa học. Được rồi. Dừng lại nào. Được rồi Polly, làm tốt lắm, tuyệt vời. Cậu cũng vậy Jin. Cậu biết không, mình rất thích bánh xe mới này đó. Bây giờ mình không cần phải lo mỗi khi chạy xe vào đường mưa nữa rồi. Hả? Ba nè, sao ba cứ nhìn vào gương xe vậy? Con trai, chúng như con mắt thứ ba. Gương sẽ giúp ta theo dõi được những xe xung quanh đi như thế nào. Ra là vậy. Nhìn kìa, mau chạy nhanh lên trước khi đèn chuyển màu. Không nên làm như vậy con trai. Nếu đèn chuyển sang màu đỏ, ba sẽ không dừng lại được. Nè, anh xém đụng phải tôi đó. Tôi xin lỗi nghe. Wow, xém xảy ra chuyện. Khi chạy nhanh, sẽ khó dừng lại ngay được. Khi con băng qua đường, đừng cho rằng xe có thể thắng kịp lúc khi gặp người. Con phải chắc chắn xe đã dừng hẳn. Dạ. Bắt mẹ Susie, em biết không thể dùng tay mà. Dạ. Ôi trời ơi, có vẻ như trưa nay thời tiết sẽ chuyển biến xấu. Ý cậu nói mưa. Nhớ trận bão lần trước không? Nó là một cơn ác mộng. Chúng ta phải kiểm tra về an toàn trong thành phố. Cậu nói đúng, đi kiểm tra nào. Thật là may mắn khi chúng ta đã tránh được cơn mưa. Thật tuyệt khi có thể tránh mưa ở trong xe. Nhưng mà thật khó để nhìn thấy đường để chạy. Đúng vậy, là hoàng hôn. Rất khó nhìn đường vào thời điểm này. Và còn thêm trận mưa này nữa. Hai điều này khiến lái xe là cả một thử thách. Hai đứa nhỏ đã ngủ rồi. Mọi người không sao chứ? Chúng tôi không sao. Xe giúp cho đời sống chúng ta thêm phần tiện lợi. Và họ thật sự là bạn tốt của chúng ta. Nhưng có điều, nếu chúng ta không hiểu rõ về họ, họ sẽ như những con quái vật đáng sợ. Bây giờ chúng ta cần phải tìm hiểu gì về xe nào. Đầu tiên, những chiếc xe đang chạy không thể dừng lại cũng như đổi hướng được ngay. Nên nếu ta thấy chiếc xe đi tới từ xa, các con nên đợi đến khi xe đi qua mình hoặc là xe đó dừng lại hẳn, sau đó mới qua đường. Thứ hai, khi chạy vào trời mưa hay trời tuyết, đường sẽ rất trơn. Bánh xe sẽ mất độ bám và dễ trượt bánh. Vào những ngày mưa hay có tuyết, tài xế sẽ rất khó nhìn thấy đường chạy. Nếu ta đang đi trên đường, phải giữ khoảng cách an toàn từ mình đến xe. Thứ ba, nếu chúng ta gặp phải tai nạn với xe, các con sẽ bị đụng trúng người, thậm chí là bay ra xa. Các con sẽ bị thương nghiêm trọng, nên điều đầu tiên khi chúng ta ngồi trong xe chính là... là thắt dây an toàn. Các con đã nói rất đúng. Ha 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 ha
xe đã hoàn toàn mới như lúc ban đầu. Wow, nó như mới vậy, phải không mẹ? Đúng vậy. Yeah, chúng ta đã có là chiếc xe. Anh yêu, chúng ta có nên ra ngoài ăn tối không? Thì đó. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Những nhà sáng chế bản đồ về an toàn. Được rồi, cậu đã biết về bài tập. Mỗi chúng ta sẽ làm một bản đồ an toàn giao thông trong thành phố. Cái gì? Mình không làm đâu, khó quá đi. Kevin nói đúng, sao mình tự làm được bản đồ chứ? Nó không khó chút nào. Trên đường đi đến trường, chỉ cần nhớ bao nhiêu lần cậu băng qua đường, khi nào có đèn giao thông và đường nào nguy hiểm, đường nào an toàn, sau đó đánh dấu lên bản đồ. Nó dễ lắm. Không, không hề. Vậy nếu như mình nói nếu làm đúng bài tập này, các cậu sẽ có 5 miếng hình dáng làm phần thưởng. Wow, thật sao? Ừ, nên mình bắt tay vào làm, thế nào? Được thôi. Nên giờ chúng ta về nhà, sau đó gặp nhau ở trường. Ok, đến để xem ai làm xong trước nha. Mình. Nè các cậu, đúng là bọn con trai. Mình nhất định sẽ thắng. Có một đèn giao thông và một ngã tư ở đây nên mình đánh dấu nó an toàn. À, chỗ này an toàn. Miễn là mình có tiền để vào tiệm bánh ngọt mua gì đó để ăn. Nhanh nào, đèn mau đổi. Này, đèn xanh. Mình nhớ ra rồi. Bully. À. Xem tí nữa thì mình gặp tai nạn rồi. Vậy khúc đường ở đây có chút nguy hiểm dù có đèn giao thông. Mỗi khi mình qua đường phải đưa tay lên cao để tài xế có thể nhìn thấy. Cái gì? Họ vẫn chưa sửa chữa công viên xong hả? Wow, vậy chơi đá bóng ở đâu đây? Đáng lẽ sẽ có trận đá vào hôm nay. Điểm mù, không được đứng phía sau xe tải. Đó là một vị trí điểm mù rất nguy hiểm. Điểm mù? Không bao giờ chơi xung quanh xe hơi, xe tải hay phía dưới xe, vì đó là điểm mù. Có những vị trí xung quanh xe hơi, xe tải, xe buýt mà tài xế không thể nhìn thấy. Đó gọi là điểm mù. Kích thước xe càng lớn, phạm vi điểm mù càng rộng. Nếu trẻ con như em đi vào và chơi ở vị trí điểm mù, tài xế sẽ không thể nhìn thấy. Sẽ ra sao nếu xe tải di chuyển và em đang đứng ở điểm mù? À, đúng rồi. Anh ơi, khi nào anh mới sửa xong vậy? Chú Builder nói cần phải ít nhất 5 ngày nữa mới xong lần. 5 ngày? Em biết ngay mà. Chào anh, cảm ơn anh. Không cần khách sáo đâu. Tôi đến đây trước mà cậu lùi lại đi. Tôi sẽ không lùi lại. Ồ, vậy tôi sao? Đó là cậu nói thôi. Chuyện gì vậy? Tôi sẽ không nhường cho cậu đâu. Chuyện này đã xảy ra rồi. Kevin, anh định đi đâu vậy? Đây là con đường tắt đến nhà bà Rora. Đường này kỳ quá. Sao xe chạy sát quá vậy? Mẹ anh bạn, mau lùi lại đi. Tôi đến trước mà. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi tới đây trước mà. Không ra đây giờ, tôi sẽ không lùi, tôi sẽ không nhường. Tôi tới trước. Con đường này quá nguy hiểm nên mình sẽ đánh dấu đi đường dài hơn, nhưng an toàn hơn. Được rồi. Trẻ em nên cẩn thận ở chỗ này, vì ở đây không có đèn giao thông. Sửa đi Bully. Oh yeah, mình thắng rồi. Đó. Thắng hơn không nhiều. Các em đang làm gì ở đây vậy? Hôm nay không cần tới trường à? Em có thể giải thích. Chúng em đang làm bài tập. Bài tập? Các em đã làm rất tốt trong việc chỉ dẫn những nơi an toàn và nguy hiểm trong thành phố. Nếu có những người làm bản đồ như em, chắc anh không có gì để làm trong thành phố này mất thôi. Cảm ơn Bully.
Đến này, ký hiệu ok này có phải cho biết đường này đặc biệt an toàn không? Ký hiệu đó nghĩa là bánh bóp lên. Ý em là sao? Tiệm bánh yêu thích của em ở trên đường này đó. Những con đường nào có tiệm bánh đều là nơi nguy hiểm với cậu cả. Tại sao? Những gì cậu có thể nghĩ chỉ toàn là bánh thay vì là giao thông. Cậu nói đúng. À, anh có ý này. Sao mọi người và gia đình không làm một tấm bản đồ an toàn giao thông ở khu mình ở? Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Trận động đất kinh hoàng. Hạt giống của mình đâu hết rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Mình nóng lòng muốn xem hình ảnh siêu nhân rồng mới được ra mắt. Peter, đợi đã. Ở đây hả? Hình ảnh siêu nhân rồng đâu rồi chú? Đây nè. Wow. Siêu nhân rồng phiên bản giới hạn hoàn toàn mới được trang bị thêm cận gạt nước kìa. Nhìn nó ngầu quá. Mình muốn mua. Chờ một chút chú sẽ quay lại liền. Dạ. Siêu nhân này dễ dàng đánh bại vua khủng long. Dễ thôi. Động đất thật không? Thật mà, mọi thứ xung quanh mình rung chuyển vậy nè. Động đất là vấn đề lớn đó. Hả? Gì đây? Ôi không. Tôi chết rồi. Có chuyện gì vậy? Có đè hai đứa. Cậu có sao không? Không, mình ổn. Còn cậu? Mình ổn. Có chuyện gì vậy? Peter, Johnny. Có người ở đây. Chú ơi, cứu tụi con với. Cũng may là không sao. Ở yên đó, chú gọi đội cứu hộ tới. Được rồi, ra được rồi đó. Cảm ơn nhiều nha Roy. Cũng may là mọi người vẫn ổn. Ông ơi. Ông không sao. Roy, có chuyện nữa rồi. Peter với Johnny bị mắc kẹt trong cửa hàng đồ chơi. Cậu tới cửa hàng liền đi. Mình biết rồi. Amber, xử lý giùm mình nha. Để đó cho mình. Trời ơi. Sao cô đẩy mà nó vẫn không di chuyển vậy? Cứ tiếp tục đẩy đi. Không lẽ chúng ta bị mắc kẹt ở đây luôn hả? Cái gì chứ? Không đợi nào. Không lẽ nào? Johnny, cậu xem kìa. Siêu nhân rồng đang bảo vệ chúng ta. Siêu nhân rồng. Siêu nhân rồng, cứu tụi mình. Không được, phải cố gắng lên. Có sao không? Không. Rồi. Johnny, vậy là mình được cứu rồi. Mình hạnh phúc quá. Động đất là một thảm họa tự nhiên xảy ra ở một số khu vực nhất định. Và bây giờ, hãy xem những điều cần làm khi xảy ra động đất. Trong trận động đất, mặt đất rung chuyển, các tòa nhà có thể bị hư hại. Nếu không thể thoát ra ngoài thì đừng cố chạy ra ngoài. Thay vào đó, hãy núp xuống phía dưới gầm bàn. Nếu không có bàn ở gần đó,
thì hãy chạy tới sát bức tường và tựa lưng vào nó, dùng đệm hoặc mền để bảo vệ đầu của mình. Nếu tòa nhà bị hư hại thì sẽ không mở được cửa, cho nên phải mở cửa ngay khi trận động đất vừa mới bắt đầu để tránh bị mắc kẹt. Nếu ở bên ngoài, hãy tránh xa những thứ có thể rớt từ trên xuống. Hãy chạy đến một khu vực thông thoáng. Các em đã hiểu chưa? Dạ. Cho nên động đất kinh khủng lắm đó. Mặt đất sẽ di chuyển, làm mọi thứ xung quanh rung chuyển theo. Và tụi mình đã được chứng kiến mọi việc. Động đất. Không phải chuyện đáng cười đâu. Động đất đáng sợ lắm đó. Thoát khỏi khủng hoảng thiếu năng lượng. Được rồi, mình bắt đầu sạc điện thôi. Hả? À, kỳ lạ vậy. Stacy. Sao vậy Kép? Em không sạc điện được. Sao? Trong này không còn chút điện nào hết. Jean của đội cứu hộ nghe đây. Jean là Stacy đây. Xin chào Stacy, có chuyện gì vậy? Bây giờ trạm sạc điện không còn chút điện nào để sạc nữa. Cái gì? Để em kiểm tra xem. Chị nói đúng. Chúng ta phải làm sao đây? Lát nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều xe vào trạm để sạc điện. Trước tiên thì em sẽ lấy năng lượng điện cần lưu lại tại nhà máy điện cho chị xài. Nhưng em nghĩ là không đủ đâu, nên chị phải để ý giùm em nha Stacy. Được rồi, cảm ơn Jean. Cái gì? Vậy? Có hiện tượng bị thiếu điện trong thị trấn sao? Việc sử dụng điện trong thị trấn tăng lên vào những ngày nhiều mây nên không đủ năng lượng mặt trời. Nếu cứ lấy năng lượng dự trữ ra xài như vậy thì chắc chắn thị trấn của chúng ta sẽ không đủ điện để xài nữa. Nếu cứ như vậy thì thị trấn của chúng ta sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng lắm. Wow, vậy những gì liên quan đến điện sẽ không sử dụng được nữa, bao gồm cả chúng mình nữa đó. Không có giải pháp nào sao? Mình nghĩ cách tốt nhất bây giờ là mọi người phải tiết kiệm năng lượng và sử dụng càng ít càng tốt. Nếu vậy, tụi mình phải nói với mọi người rằng hãy tiết kiệm năng lượng cho tới lúc có điện. Xin chú ý, mọi người ở thị trấn Brum chú ý, từ bây giờ trạm cứu hộ phát năng lượng dự trữ cho mọi người. Mọi người hãy hợp tác với chúng tôi để khắc phục tình trạng rủi ro này bằng cách tiết kiệm năng lượng cho đến khi có đủ điện xài bình thường. Mình đã nghe chuyện này nhiều lần rồi nhưng đến nay vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Spooky, nếu không có điện thì thật sự rất đáng sợ. Không có điện thì chúng ta không di chuyển được. Nè, Kep, cậu đừng lo lắng nhiều quá. Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chú Wheeler. Ủa, Roy, có chuyện gì vậy? Chú à, con thấy chú đang mở bóng đèn ở ngoài. Tại sao chú không tắt đèn vậy? À đúng rồi, chú cứ hay quên tắt đèn vào ban ngày như vậy đó. À, chú Wheeler, tại sao chú không rút dây điện ra hết đi? À được rồi, chú sẽ làm ngay. Cảm ơn vì sự hợp tác của chú. Hẹn gặp lại chú sau. Molly. Clinny, tại sao cậu không vận hành máy muộn hơn một chút? Tại sao? Nếu cậu vận hành máy sau khi gom hết tất cả rác thì có thể tiết kiệm năng lượng điện. Được rồi Polly, mình sẽ làm vậy. Cảm ơn Clinny. Bye. Bye bye. Mình vận hành máy thì có sao đâu. Cái gì? Không thể sạc điện hả? Xin lỗi em Posty. Không được đâu. Chị hãy làm gì đi chị. Stacy, sao vậy?
Posty cứ một mực đòi sạc điện, nhưng bây giờ năng lượng ở trạm điện đã không còn một miếng nào nữa. Em phải làm sao đây? Bây giờ em còn rất nhiều thư phải đem đi phát đó. Nếu như chị không cho em sạc điện thì em chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Mình nghĩ nhiêu đây đủ cho cậu đi phát thư rồi. Cảm ơn cậu em bơ. Hôm nay cũng may là nhờ có cậu ở đây đó. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye Spotty. Amber, làm gì em có ổn hay không? Dạ, em không sao đó. Hả? Máy không hoạt động nữa. Hả? Hả? Không còn đèn nữa sao? Tại sao trời tối như vậy chứ? Mình ở đây nè. Chuyện gì đã xảy ra? Khẩn cấp lắm rồi. Đây là một trường hợp khẩn cấp. Tình hình thế nào rồi? Không được tốt cho lắm. Năng lượng dự trữ chắc chắn sẽ nhanh chóng bị xài hết. Hả? Jin của đội cứu hộ nghe đây. Spooky. Jin à, đây là một trường hợp khẩn cấp lắm luôn đó. Thị trấn không còn điện và tất cả những chiếc xe không còn hoạt động đều yêu cầu mình giúp đỡ. Ôi không, mình thật sự cảm thấy rất sợ. Đừng lo lắng Spooky, tụi mình sẽ tìm ra giải pháp khác. Jin, không có cách nào tốt hơn để có được điện sao? Nếu bây giờ có một ngọn gió thật lớn thổi vào đây thì sẽ rất tuyệt vời. Mọi người ơi, mình đã tìm thấy một giải pháp rồi. Một ngọn gió lớn sẽ thổi từ phía tây vào đây. Nếu được như vậy, chúng ta có thể có được năng lượng điện bằng cách sử dụng máy phát điện gió. Thật sao? Giờ phải làm gì đây Jin? Điện dự trữ ở trạm cứu hộ cũng sắp hết rồi. Trường hợp khẩn cấp, có một vấn đề trong hệ thống của chúng ta. Máy phát điện gió không thể đọc được hướng gió. Nếu vậy, dù có gió thổi cũng không có năng lượng điện. Không, đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Không nên bỏ cuộc sớm như vậy. Bây giờ chúng ta tìm cách vận hành máy phát điện gió đi. Phải, mình nghĩ rằng chúng ta có thể làm được. Cố gắng lên. Tốt, nhưng cần phải nhanh lên nha. Gió sẽ thổi lên sớm đó. Hiểu rồi. Chuyện gì vậy Amber? Mình hết điện rồi, mình không thể di chuyển được nữa. Ôi không. Thực ra thì lúc nãy mình đã sạc điện cho Busty. Đừng lo lắng, các cậu đi đi. Cậu có chắc là cậu ổn không? Mình ổn mà. Gió sẽ thổi sớm lắm đó. Nếu không đi nhanh thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Được rồi Amber, tụi mình sẽ quay lại để đưa cậu về trạm. Được rồi, chúc may mắn. Mình không thấy ngọn gió lớn nào cả. Mình nghĩ chúng ta phải tự xoay cánh quạt. Haley, cậu làm được không? Được, mình làm được. Haley, cậu có sao không? Chắc mình cũng sắp hết điện rồi. Rồi, chúng ta hãy sạc cho Haley đi.
Đúng rồi. Không được, nếu làm như vậy thì các cậu cũng hết điện. Nhưng đây là cách tốt nhất vì chúng ta không có thời gian. Làm đi Roy. Haley, cậu làm được phải không? Phải, mình sẽ cố. Đủ rồi. Haley, gió sẽ thổi khá sớm đó. Hả? Hiểu rồi. 7 6 5 4 3 2 1 Xong rồi. Sao không hoạt động vậy? Mình làm sai rồi sao? Được rồi. Làm tốt lắm. Vui quá. Thành công rồi. Máy phát điện hoạt động rồi. Emma. Chào các cậu. Đúng rồi. Mình phải tắt bớt đèn. Nói đi Spooky. Cậu có sợ hãi khi không có điện hay không? Mình biết rồi. Từ bây giờ mình sẽ tiết kiệm năng lượng. Mình hứa với cậu là mình sẽ không xài điện phục phí nữa. Thật sao? Thật chứ. Mình thực sự rất sợ cả thị trấn chìm trong bóng tối như vậy. Cái gì? Spooky. Rudy là kẻ nói dối. Đội cứu hộ, Jean đây. Jean, quảng trường tòa thị chính xảy ra chuyện. Có quả hoạn. Quả hoạn ở quảng trường? Được rồi, mình sẽ cử cả đội cứu hộ tới ngay. Mới sáng ra đã bận rộn rồi. Khẩn cấp, khẩn cấp. Hả? Rudy mới gọi báo cho mình biết ở quảng trường tòa thị chính có quả hoạn. Mọi người làm ơn mau đến quảng trường tòa thị chính đi. Mình biết rồi, Jean. Cậu ấy nói ở đâu có quả hoạn vậy? Mình nghe là ở quảng trường tòa thị chính. Phải. Ồ, không lẽ chúng ta đã bị rô đi lừa rồi sao? Vui quá đây. Sao? Là cuộc gọi quấy rối sao? Tụi mình tới đó rồi, nhưng không có quả hoạn gì hết. Ai cũng có thể gọi để chọc ghẹo chúng ta. Làm sao chúng ta xử lý được đấy? Thực ra thì mỗi khi nhận được cuộc gọi, không biết được cái nào là giỡn, cái nào là thật luôn. Đúng vậy. Chúng ta cũng không thể nào làm ngơ được. Đây chính là vấn đề. Đúng là như vậy thật. Là chú Musty với May này. Sau đó thì Cinderella với hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời hết. Wow, câu chuyện này thú vị quá. Kể chuyện khác đi không? Con thích nghe kể chuyện sao? Dạ đúng vậy. Để ông coi kể chuyện gì tiếp đây. Được rồi, ngày xưa chú Musty. Chú phải nghe con nói. Rudy, có chuyện gì vậy? Kinh khủng quá. Nạn. Ông Wheeler té từ trên cầu Splashdown xuống bị thương nặng lắm. Cái gì? Ông Wheeler sao? Mini à, ông quay lại kể chuyện cho con sau nha. Ông ơi, đợi đã, cho con theo với. Cá cắn cầu lớn quá. Ủa, ông này là gì? Ông Wheeler. Hả? Ông Musty. Nghe nói là ông bị té trên cầu xuống. Rồi ông có bị sao không? Tôi hả? Không phải tôi. Anh Rudy đã nói như vậy mà. Hả? Anh ấy đâu rồi? Ôi trời, chắc là Rudy nói dối rồi. Nói dối?
Ông nói vậy làm tôi nghĩ tôi có bị Rody gạt không? Ông cũng bị gạt luôn sao? Tên lừa đảo này. Rody nói với tôi đây là một địa điểm lý tưởng để câu được những con cá lớn mà. Ông coi tôi câu được cái gì đây? Ôi trời, khổ thân ông. Anh Rody chỉ toàn nói dốc. Hả? Mình đã đi xa hơn mình tưởng. Chắc phải sạc liền thôi. Trạm sạc ơi, ta đến đây. Hả? Hình như là chú Hoover. Mình đang tới đó đùa giỡn với chú ấy. Mình bị làm sao vậy? Mỗi lần mẹ lái là có gì đó không ổn. Có gì đó lạ lắm. Chú Hoover! Con không dừng lại được. Rody, chú tới liền đây. Mày bị sao vậy? Chú Hồ Bơn, ra khỏi đó đi. Bọn nước sắp rơi xuống rồi kìa. Rớt xuống sao? Không được, bánh xe của chú không nhúc nhích được. Rô đi, mau gọi đội cứu hộ tới đây cứu chú mau lên. Đội cứu hộ? Dạ được. Rô đi, mau lên. Dạ. Đây rồi. Ôi không, mình phải sạc điện. Mình quên mất mình hết pin. Ai cứu tôi với? Cứu với! Cứu tôi với! Có ai không cứu với? À, ông nội ơi, ai đó cứu tôi với? Ông có nghe thấy gì không? Ông nghe rồi, đi xem có chuyện gì. Phải nhanh lên thôi. Thật này này, chú Must đây. Rudy. Lại nữa sao? May này, giúp anh với. Chú Hoover bị tai nạn ở dưới đó. Giờ mà không gọi đội cứu hộ tới đây liền là bồn nước sẽ rơi trúng đầu chú ấy đó May này. Vậy thì anh tự báo đội cứu hộ đi chứ. Anh tiêu hao hết năng lượng rồi nên không đi được. Thật đó. Anh nghĩ là em sẽ tin anh hả? Ông ơi ông, mình đi về thôi. Thật đó, lần này anh nói thật. Chú Musty, chú tin con lần này đi. Chú Hoover thật sự đang gặp nguy hiểm ở dưới đó mà. Chú phải tin con chứ. Ông ơi, anh ấy lại nói dối nữa đó. Đội cứu hộ Jean. Jean. Chú Musty, có gì không chú? Rody kể chú nghe chuyện của ông Hoover. Ông ấy mới bị tai nạn ở đường số 16 đó. Hả? Lại nữa sao? Sáng nay cậu ấy mới chọc tụi con đó. Lần này chú nghĩ là Rody đang nói thật đó. Jean à, chú nghĩ con nên cử đội cứu hộ tới đó ngay đi. Dạ chắc vậy rồi. Con sẽ cử đội cứu hộ đi ngay. Khẩn cấp, khẩn cấp. Chú Hoover vừa mới bị tai nạn ở đường số 16. Cả đội mau tới nơi đó để hỗ trợ đi. Biết rồi Jean.
Bên đó kìa. Cứu Haley, tới đó cột bồn nước lại trước đi. Hiểu rồi. Chúng ta cùng xuống đó nâng chú Hooper lên. Đi thôi. Tụi con đây. Rồi, xe chú bị trục trặc nên bánh xe không chạy. Chú cứ bình tĩnh, tụi con sẽ giúp chú. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Mình cũng vậy. Mình sẽ đếm đến ba. Một, hai, ba. Billy, nhanh lên. Tới liền. Tốt, được chưa? Chúng ta thử thêm một lần nữa. Tiến lên. Cái gì? Lúc đầu con nhờ chú giúp đỡ cũng là nói dối sao? Dạ. May quá. Lúc nãy thấy con cắm đầu chạy, chú còn tưởng con gặp phải vấn đề gì lớn lắm chứ. Con thật lòng xin lỗi chú. Con không nghĩ là trở nên như vậy. Con không cố tình đẩy chú vào tình thế này. Rudy, tốt lắm. Chú thấy con đã rút được bài học rồi. Nếu con cứ thích nói dối thì một ngày nào đó sẽ không ai tin con nữa đâu. Thậm chí cả lúc con đang nói thật. Đúng đó, chú Musty đã tin cậu. Nhưng nếu chú không tin thì sao chứ? Nếu vậy thì chú Hooper sẽ gặp phải rắc rối to rồi. Mình hứa, mình sẽ không bao giờ nói dối nữa. Ông ơi, con có thắc mắc, sao ông biết anh Rudy nói thật vậy ông? Tại tuổi tác thôi, khi con người càng già dặn thì sẽ càng có nhiều hy vọng. Chuyện này làm ông nhớ tới một câu chuyện mà ông rất muốn kể cho Rudy nghe. Con có nghe không? Dạ con muốn nghe. Tốt, cảm ơn. Nào, để xem. Ngày xưa, có một cậu bé hay nói dối. Khoan, câu chuyện này giống như kể về con. Dừng lại đây, con ngại lắm. Thôi để ông kể nha. Không, con không muốn nghe đâu. Chia ranh giới. Hả? Nè, có chuyện gì vậy? Rudy. Hả? Xin chào. Hả? Các cậu có muốn chơi đá banh không? Rudy. Giờ vậy? Nè, nhìn những gì mà cậu đã làm đi. Đồ chơi thiệt quăng ở khắp mọi nơi. Không có chỗ cho tụi mình chơi vì cậu đã chiếm hết không gian rồi. Nhưng vấn đề là gì? Mình đã tới đây trước và mình chỉ chơi một chút thôi mà. Nhưng mà cậu làm rối tung lên hết. Đây là nơi để cho mọi người cùng chơi. Tụi mình làm sao vui được khi cậu quăng đồ chơi lung tung như vậy? Hả? Đúng vậy. Vậy giờ muốn mình làm gì? Dọn dẹp đi. Từ chỗ này dọn sạch tới đây là vị trí của mình. Và cậu không được đi vào chỗ của mình. Cậu cũng dọn từ đây cho tới đây. Thôi được rồi. Vậy thì từ nay từ chỗ này tới chỗ này là của mình. Không công bằng, cậu cần về một chỗ lớn như vậy chứ. Nhưng mình phải làm gì đây? Tụi mình đã chia rồi, cậu chỉ còn chỗ còn lại thôi. Đây là lãnh thổ của Mini. Đừng có vượt qua ranh giới này nữa. Khu vực này là của mình. Thứ gì vượt qua ranh giới đều là của mình hết. Vậy Mini, cậu không thể nói vậy được. Mình đã nói rồi, giờ mình hoàn toàn công bằng mà. Benny, cậu nghĩ sao? Mình đồng ý. Rồi, Benny đồng ý rồi nên cậu hãy nghe các quy tắc của tụi mình đây. À.
Được rồi. Việc này mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ. Jim, xin chào. Cậu đã làm xong chưa vậy? Rồi, tất cả những gì mình phải làm là lắp ráp thêm một bộ phận và liên kết cả miếng điện tử. Vậy thì ngày mai cậu đã sẵn sàng tặng cho tụi nhỏ theo kế hoạch chưa? Rồi, mình thật sự hy vọng tụi nhỏ sẽ thích. Mình chắc họ sẽ thích mà. Đúng vậy. Đúng rồi. Ai có thể giúp mình đem đến cho tụi nhỏ bây giờ đây? Nếu mình làm được là tốt nhất rồi. Nhưng mình phải chờ một lá thư quan trọng. Không sao cả, Roy và mình sẽ xử lý. Phải. Rồi, có vẻ tốt lắm. Tốt quá rồi. Chúng ta sẵn sàng chơi chưa? Ta-da! Cùng chơi bóng đá nào. Wow. Đẹp không? Đây là bảng điểm. Sẽ theo dõi được quả bóng vào trong lưới. Tuyệt thật đó. Yeah. Thế nào, tụi em có muốn thử hay không? Tụi em cũng muốn thử lắm. Nhưng mà tụi em không thể. Tất nhiên là được rồi. Tụi em chơi giỏi lắm mà. Không phải đâu. Anh thấy đó, một cái ở lãnh thổ của Rody, một cái ở lãnh thổ của Benny. Còn Ben thì ở lãnh thổ của Minnie. Hả? À, vậy là tụi em chia sân ra làm 3 phần hay sao? Dạ, vì tụi em chia ra nên không được phép đi vào ranh giới của bất kỳ ai khác. Tụi em phải làm điều đó, bởi vì Rody luôn làm rối tung nhà chơi và không chịu dọn dẹp. Anh hiểu ý của tụi em rồi. Nhưng như vậy tụi em không chơi được gì nhiều hết. Phải. Thậm chí tụi em không thể chơi trong những cái lưới mới này. Tụi em không có lựa chọn khác. Tụi em phải bảo vệ lãnh thổ của mình chứ. Dạ đúng rồi. Được rồi. Ý là tụi nhỏ không thử chơi cái lưới mà mình làm ra hay sao? Phải. Tụi nhỏ giữ vững lập trường không hề thay đổi. Nghe có vẻ họ đang khó chịu với nhau. Không thể nào. Mình làm việc rất chăm chỉ mới thành công mà. Tất cả những gì mình muốn nghe là tụi nhỏ khen cây lưới tuyệt vời như thế nào. Tụi nhỏ thích lắm. Tụi mình có thể thấy điều đó mà. Nhưng tụi nhỏ vẫn cãi nhau không ngừng. Và bọn chúng chưa muốn chơi thử thôi. Có thể. Chỉ một thời gian thôi là tụi nhỏ không giận nhau nữa đâu. Chán quá. Minnie, cậu chán không? Không, mình ổn. Rơi qua đây thì thuộc về mình rồi. Quy tắc là cậu đưa ra đó. Được, mình về nhà đây. Chờ mình với. Nè, các cậu không được đi qua đây. Vậy thì mình sẽ về nhà bằng cách nào chứ? Đó không phải là vấn đề của mình. Về đây là quy tắc. Quy tắc có thể thay đổi. Mình sẽ đổi lại quy tắc này. Ừ, đúng rồi. Vậy tại sao còn tạo ra quy tắc làm gì? Nè, chờ với. Đây là đường của mình, đi ra đi. Đi ra. Được rồi, nếu vậy thì đây là đường của mình. Còn mình, đường mình ở đâu? Đường cậu ở trên lề đường của mình đây kìa. Đây đây. Không được. Mình đã nói đây là đường của mình rồi. Đừng lái qua đây. Mình cảnh báo cậu rồi đó. Các cậu thôi được rồi. Coi chừng mình. Đường này của mình, chỉ mình được chạy thôi. Coi chừng. Benny, giờ làm sao đây Benny? Còn làm gì nữa? Gọi ngay cho đội cứu hộ đi. Jean của đội cứu hộ nghe đây. Jean, cứu đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Trường hợp khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp. Titan đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đội cứu hộ tới đón ngay. Được rồi. Thank you.
Mọi người nhanh lên. Cậu ổn chứ? Mình bị kẹt cứng ở đây rồi. Tụi mình sẽ giúp cậu, đừng lo lắng Titan. Các em qua bên đó đợi đi. Dạ. Haley, chặn đường, đừng cho xe chạy vào, để tụi mình giải cứu Titan. Được rồi. Tốt, chút nữa. Được rồi. Sẵn sàng rồi, Bully. Tốt, kéo lên đi, Roy. Roy, để cậu ấy xuống đi. Được rồi. Cảm ơn các cậu. Không có gì. Titan, cậu nên đến trạm cứu hộ kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Mình bị trễ chuyến giao hàng rồi, mình không có thời gian nữa. Thôi em xin lỗi Titan. Đó là lỗi của tụi em khi suốt ngày cãi nhau. Đúng vậy, không ai sở hữu những cánh đồng và con đường. Những thứ đó là của chung mà. Đúng vậy. Nếu tụi em nói như vậy thì sẽ không có gì để sử dụng. Dạ, anh nói đúng. Tụi em không nên cãi nhau vì những chuyện này. Tụi em chỉ bực mình vì Rudy chơi xong đồ chơi mà không dọn dẹp. Tất cả không phải là lỗi của mình. Cậu mới là người đưa ra quy tắc kỳ lạ. Vậy mà cậu tuân thủ các quy tắc kỳ lạ. Dừng lại đi các em. Đôi khi quy tắc là một điều tốt, nhưng không nên đưa ra các quy tắc khi đang bực mình. Đúng vậy. Nghe nè, tạo ra một quy tắc mà mọi người đều đồng ý có được không? Anh nghĩ rằng có thể đưa ra những quy tắc như vậy không vậy? Quy tắc đầu tiên là khi chúng ta chơi đồ chơi của người khác thì phải thật cẩn thận. Vậy còn quy tắc khi chơi xong đồ chơi thì phải tự đem cất đi, được không? Giúp bạn bè dọn dẹp đồ chơi của họ. Chơi bóng đá với bạn bè của mình mỗi ngày. Vì sự thật là thật chán khi phải chơi đá banh một mình. Được thôi. Tiếng cười này là hài lòng với các quy tắc rồi. Đúng vậy. Và nếu tuân theo tất cả những quy tắc này, anh nghĩ là tụi em sẽ có những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Các cậu, mình thề mình sẽ không quăng lung tung vậy nữa đâu. Cảm ơn cậu. Tụi mình sẽ dọn dẹp giùm cậu. Chúng ta chạy đá banh với cái lưới mới đi. Đồng ý. Được rồi, chúng ta sẽ chạy đá banh cả ngày. Tuyệt. Người hâm mộ xiếc. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ là tiết mục được mong chờ nhất đêm nay. Nhào lộn xoay người trên không. Và bây giờ là tiết mục hấp dẫn nhất của đoàn xếp thị trấn Brum. Spooky đã thực hiện được cú nhảy ở trên không. Spooky, cậu làm y như trong đạp xiếc luôn đó. Hey, mình chẳng giỏi giang gì đâu, nhưng được cái là bắt chước hay lắm. Các cậu. Hả? Wow, khiếp, cậu giỏi quá. Nhìn giống y như là đang diễn xiếc vậy đó. Ừ, hay thiệt luôn đó. Mình cũng muốn thử nữa. Được rồi, bây giờ là tới lượt mình. Quay. Spooky, phải tập mới được chứ. Nhưng mà mình thấy dễ lắm mà. Bữa nào gặp nha. Gặp sao, tạm biệt.
Daisy. Hả? Chào chị. Chào em Haley. Em ghé qua kiểm tra điện thoại khẩn cấp coi có vấn đề gì không. Vẫn bình thường. Hay quá. Thấy chưa, cuối cùng mình cũng làm được rồi. Stacy, làm được rồi. Em làm được thật rồi. Ồ, chào cậu Haley. Cậu làm được chuyện gì vậy? À, mình đã tập được trò nhào lộn giống trong rạp xiếc. Nhào lộn? Đúng. Sau khi Spooky đi xem xiếc về á, thì em ấy tập trò nhào lộn ngay. Spooky, mấy trò nhào lộn trong rạp xiếc nguy hiểm lắm. Lỡ bị thương rồi sao? Cậu yên tâm đi, trò nhào lộn mình tập cũng không phải gì là khó khăn lắm. Mình đi trước đây, gặp lại sau nha. Bây giờ em tính đi đâu? Hả? Em sẽ đi biểu diễn cho bạn bè của em coi. Em đi trước đây. Spooky, ôi trời. Về tới rồi. Chào cậu Haley. Các cậu đang làm gì ở đây vậy? Jin chuẩn bị giới thiệu phát minh mới của cậu ấy. Tụi mình đang chờ coi đó là gì. Phát minh mới sao? Ta-da! Đây rồi. Các cậu có thích nó không? Cái gì vậy Jin? Đây là xe đạp một bánh dùng để diễn xiếc. Nhìn nguy hiểm quá. Jin à, mau xuống đi. Lỡ té là phiền lắm đó. Không sao, mình giữ thăng bằng được mà. Jin, mình thấy cậu nên leo xuống đi, không an toàn chút nào. Không, mình làm được mà. Jin! Cậu có sao không? Mình thấy không ổn cho lắm. Cậu nhào lộn được thiệt hả? Đương nhiên là được rồi. Hãy xem đây. Cậu giỏi quá. Trò nó đơn giản mà. Mình cũng mới tập trò nhào lộn mới đây. Thật hả? Thử xem, mình muốn xem lắm. Được thôi. Wow, nhìn thấy thích thật đó. Cảm giác giống như là bay lên trời vậy đó. Vậy hả? Để mình thử nha. Mình làm được rồi. Cậu mình làm được rồi. Không tệ nha Spooky. Wow, hai cậu ai cũng giỏi hết. Giống như là đang xem xiếc thật vậy đó. Vậy hả? Tụi mình làm cũng hay như họ luôn hả? Cậu nói vậy là mình muốn tập thêm mấy cái trò khó khó nữa. Cái gì vậy? Khép, hay là tụi mình tập thử trò này đi. Cậu có chắc không đó? Ồ, chắc chứ. Mình sẽ nhảy lên lộn nhào 3 vòng. Cậu thử không? Cũng được. Làm sao ôm cái chân này cả tháng được đây? Tụi mình đã cản cậu rồi mà cậu không chịu nghe gì hết á. Tại mình đâu có nghĩ là sẽ bị thương như vậy đâu chứ. Đáng lẽ mình phải luyện tập nhiều hơn nữa. Dù cậu luyện tập nhiều cỡ nào thì chiếc xe đạp một bánh đó cũng rất là nguy hiểm. Phải đó, diễn xiếc là người ta phải học từ nhỏ tới lớn thì mới được. Nói chung cậu cũng may mắn lắm rồi đó. Chỉ cần chú ý cái chân, nó sẽ sớm lành lại mà thôi. Biết rồi, mình chỉ tiếc cái xe của mình thôi ạ. Mấy hôm nay, mình thấy cả thị trấn ai cũng xôn xao chuyện diễn xiếc hết. Sao lại như vậy? Mới hồi sáng này, mình thấy Spooky tập nhào lộn giống diễn xiếc, nên phải dặn cậu ấy cẩn thận một chút. Phải học mới làm được. Lần sau gặp Spooky thì cậu phải kể cho cậu ấy nghe chuyện mình bị thương. Jin! Kính thưa quý khán giả, bây giờ là tiết mục được mong chờ nhất. Màn nhào lộn trên không xin phép được bắt đầu. Khép, mau lên, nhảy đi. Chắc là cậu ấy sợ không dám nhảy á. Ai sợ nào đâu. Cứu mình với.
yên. Bây giờ tính làm sao đấy? Cậu ấy sắp rơi xuống đất rồi kia kìa. Tụi mình đã gọi đội cứu hộ tới đây. Cứu mình. Phiền phức quá đi à. Đội cứu hộ nghe. Jin, Spooky gặp rắc rối rồi. Bình tĩnh, nói mình nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Tình huống khẩn cấp, tình huống khẩn cấp. Spooky bị kẹt ở trên mái nhà khu công trường gần đường số 12 và đường chết. Đội cứu hộ xuất phát ngay lập tức. Sẵn sàng. Mình sợ thiệt đó. Ghê quá. Bám chặt đi Spooky, nó đang lắc dữ lắm kìa. Mình biết rồi. Họ tới rồi. Polly à, làm ơn mau đưa mình xuống đi. Spooky, không sao đâu. Tụi mình sẽ đưa cậu xuống mà. Amber, cậu bơm niệm hơi lên có được không? Được. Haley, mau thắt dây cứu hộ vào Spooky. Roy, chuẩn bị cần cẩu. Mình hiểu rồi. Spooky, cậu đừng lo lắng, sắp xuống tới rồi. Xong rồi Polly. Tốt rồi. Roy, đưa cần cẩu lên. Được thôi. Spooky. Đỡ được rồi, lo cho Spooky đi. Spooky, cậu đừng sợ. Rồi, xong rồi. Cậu đưa cậu ấy xuống đi. Được thôi. Cảm ơn các cậu nhiều. Mọi người ơi, coi mình nè. Mình giống như đang bay vậy. Wow, Spooky. Spooky, đừng quay tròn nữa. Nguy hiểm lắm đó. Mình xin lỗi. An toàn rồi. Hả? Cậu làm trò nhào lộn trên không giống diễn xiếc sao? Phải. Spooky, cậu nói với mình là sẽ không tập mấy trò nguy hiểm mà. Mình biết, nhưng mà mỗi lần mình làm được cái gì đó, mình lại muốn thử trò khác ngầu hơn nữa. Tụi mình không biết lại nguy hiểm tới vậy. Phải. Cậu phải biết, diễn viên xiếc phải tập luyện suốt bao nhiêu năm. Các cậu tập 1-2 ngày không thể nào làm giống họ được đâu. Mình biết rồi. Mình xin lỗi. Mình sẽ không tái phạm nữa. Tốt. Các cậu đâu có muốn giống Jin có đúng hay không? Cái gì? Jin bị thương sao? Cậu ấy cũng thử diễn xiếc rồi bị thương ở chân. Giờ cậu ấy phải ngồi yên cả tháng luôn. Nặng vậy sao? Wow, 1 tháng. Nghĩ tới là sợ rồi. Mình không dám chơi mấy trò nguy hiểm này nữa đâu. Bọn mình cũng vậy.